Ngày 20 tháng 5, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà, động viên lực lượng làm việc tại các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thủ Đức. Đoàn đến thăm tại các chốt cầu Vĩnh Bình ở quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, chốt cầu vượt Sóng Thần ở quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu và chốt quốc lộ 1K, phường Linh Xuân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá cao nhiệm vụ của các chốt trạm kiểm soát trong việc kiểm soát lượng người dân từ các tỉnh thành phố khác về thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào công tác ngăn chặn dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao tặng mỗi chốt trạm kiểm soát phần quà của ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cùng số tiền 50 triệu đồng. Cũng trong ngày 20 tháng 5, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho lực lượng làm việc tại chốt tàu cánh ngầm bến Bạch Đằng, quận 1.